Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày bính thân, tức can khắc với chi, có nghĩa là họa khắc với kim, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, canh dần, nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa đuận. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mạo các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất và nhâm thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát, đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương các bạn nhé về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông và tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 như sau nhé đầu tiên mời các bạn đón xiêm tử vi tuổi tý thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang cảm thấy mình không thể nào có được hết mọi thứ trên đời nên hài lòng với những gì đang có ngày này với bạn tuổi Tý đang có được cái vận tam hợp quý nhân giúp sức cho nên tình yêu có thể chiến thắng được tất cả nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi tí, bạn đừng có quá đắm chìm trong cái chuyện tình cảm mà quên rằng mình cần phải có tiền mới duy trì được cái cuộc sống này. Bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí đang có cái điểm báo thu nhập của bạn đang bị sụt giảm một cách nhanh chóng đó bạn tuổi tí nhé. Với bạn tuổi tí, tí, không có thời gian để làm thêm việc này, việc kia khiến cho cái thu nhập của bạn bị giảm sút thay vào đó là chi tiêu cho cái chuyện yêu đương quá nhiều tình phí cũng ngút mất của bạn một cái khoản kha khá đó chứ không phải ít đâu bạn tử tí nhá về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tiền bạc tổn hao tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm như ý tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhân duyên hài hòa tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần được khơi thông tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên chăm chỉ kiếm tiền đoạn về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính con nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được cái mục tiêu mình mong muốn nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn mệnh được cấp trên coi trọng bởi bạn đang có được tinh thần rất cao trong cái nhiệm vụ và hết mình vì công việc được giao nữa rồi. đoạn Và trong cái vận trình ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ sung khác cái điều này lại không tốt lành cho cái chuyện tình cảm lứa đôi nhá. Khi có cái vấn đề còn khúc mắc thay vì để ở trong lòng thì đôi bên hãy nói ra để bàn bạc chia sẻ với nhau sẽ tốt hơn rất nhiều đó bạn tự xỉu nhá. Và bạn tự xỉu bạn đừng có nghĩ rằng yêu nhau thì sẽ hiểu hết được mọi chuyện của đối phương, tình cảm chân thành là có thực. Nhưng cái chuyện thần giao cách cảm thì khó lắm bạn đừng có tự phức tạp hóa mọi vấn đề lên bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tình cảm bất thuận tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, nên có suy nghĩ rõ ràng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng để mình mắc sai lầm nói tiếp tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc cần nỗ lực nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cho nên đây là cái cục diện với bạn tuổi dần sẽ phải đối mặt với nhiều cái mâu thuẫn trong gia đình luận hiểu lầm có thể dâng lên rất cao và khiến cho cái khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn dần lên đối với bạn tuổi dần nhé. Và bạn tuổi dần, bạn cần phải dành thời gian để chia sẻ và tâm sự với người thân của mình nhiều hơn. Có thể vì không hiểu rõ ràng mà hiểu lầm, nhưng vốn là những người thân thiết, có tình cảm với nhau thì hiểu lầm nào cũng có thể hóa giải được đó bạn tuổi dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái con đường tài lộc của bạn tuổi dần có thể sẽ có được những cái chuyện biến bất ngờ mà chính bạn cũng không thể tin được. Đoạn. Cái việc kinh doanh buôn bán với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay ngày càng được hồng phát và bản mệnh dễ dàng đốn được lộc về tay mình lắm bạn tuổi dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dần, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi, cầu tài lộc, khai trương đều tốt, số gặp được quý nhân, buôn bán thì gặp người gặp khách, đắt hàng bạn tuổi dần nhé. Vậy tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tiền bạc nhiều như nước. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, mau thuận gia đình. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, đừng quá khắt khe, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, kinh doanh phát đạt. Được. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang có cái điểm báo không có được cái bức thăng tín đúng như mình mong đợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có quá nhiều bất mãn mà bạn không biết phải xảy ra từ đâu đó bạn nhé. Bạn mệnh tuổi mão trong ngày này không tập trung làm việc nên dễ mắc sai lầm khiến cho tín độ công việc bị trì trệ. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi mão bị cấp trên của trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực tăng lên vô cùng với bạn Đoạn. Trong ngày này đối với bạn tuổi mão Cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi mão Có phần bị suy yếu rõ rệt Và bạn tuổi mão bạn đừng có chủ quan cho rằng Mình còn khỏe mà mất nhiều thời gian vào công việc nhưng lại không chú tâm đến cái việc nghỉ ngơi rất chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đối với bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy sức khỏe suy yếu tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa công việc trì trệ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ mắc sai lầm tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải tập trung tử vi tuổi quý mão thuộc kim ngủ nghỉ điều độ nhé về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn Số 2 Số 9 Giờ tốt Từ 17 giờ đến 19 giờ Màu sắc cát tường Màu điên Màu xanh dương Quý nhân phụ trợ Tuổi tốt Tuổi hợi Tuổi mùi Từ vi tuổi thìn Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020, ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân thí thìn cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp và bạn tuổi thìn bạn Chẳng nghĩa lại không cảm nhận được tình cảm của người ấy trao gửi cho mình hay sao Ngày này bạn đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân Dẫn đường trị lối, tạo điều kiện để cho bạn tụi thìn có được tình yêu đến gần hơn Và bạn đừng có mãi mê nhiều thứ mà bỏ lỡ một cái nhân duyên tốt đẹp đến với mình như vậy bạn tụi thìn nhé Ngày này đối với bạn tụi thìn, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho kẻ tiểu nhân quấy phá khiến cho cái cuộc sống của bạn mệnh đầy những cái khó khăn vốn công việc của bạn đã bận rộn nay còn bận rộn hơn và bạn cũng đừng vì thế mà để sắc màu cuộc sống của mình lướt qua mắt mình bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn bạn có thể tìm được những cái niềm vui mới nơi tình yêu để xua tan đi những cái nỗi lo toan trong công việc ai cũng cần phải chăm sóc cho bản thân mình nhưng tình yêu có được cái sức mạnh cực kỳ là lớn lao đối với bạn tuổi thìn đó bạn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm được thăng hoa tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc công việc trì trệ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim khó được như ý tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nhân duyên hợp ý đoạn về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Cho nên với bạn tuổi tỵ, bạn đang có điểm báo về cái phương diện tình cảm của mình không được như ý nhá. Với bạn tuổi tỵ trong ngày này chị muốn quay lại những tháng ngày yên bình trước đó khi mà đôi bên chưa xảy ra cái sự mâu thuẫn tranh chấp, chị có tình yêu ngập tràn cái căn nhà nhỏ và ấm êm với bạn mà thôi được. Những mâu thuẫn lớn dần lên theo năm tháng mà với bạn tuổi tỵ chẳng nào tìm được cái cách để hóa giải triệt để dù mong muốn bộ qua và tha thứ nhưng trong tim như thế là có một chiếc dao đâm vào đó bạn tuổi tỵ nhá và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ ngày này may mắn là bạn đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh bù lại cho cái chuyện tình cảm của bạn là cái con đường tài lộc của bạn được khởi sắc sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ đón nhận được nhiều cái cơ hội kiếm tiền đến với mình và bạn tuổi tỵ bạn mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về cái phương diện tiền bạc tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay với mình bạn tuổi tỵ nhá và từ về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình yêu phai màu tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tài lộc vượng tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, mau thuận, rằng co, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, cần biết cảm thông luận. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài hợp lực. Cho nên, về cái phương diện tài chính của bạn tuổi ngọ trong ngày này, khá chi là vững vàng, thu nhập từ cái công việc chính của bạn đủ để cho bạn trang trải cái cuộc sống, không gặp phải nhiều cái vấn đề quá lớn về cái chuyện tiền bạc với mình nữa đâu đó bạn tuổi ngọ nhá. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn cũng được tốt đẹp, tình yêu lứa đôi cộng trên đà được nở hoa tình cảm chín mồi nhân duyên được khởi sắc yêu nhau tìm hiểu đủ lâu thì tính tới cái chuyện hôn nhân cũng không có gì là khó hiểu nhất là khi bạn tụi ngọa quyết định là chẳng bao giờ quay đầu đâu bạn nhé ngày này đối với các cặp vợ chồng cũng sẽ đón tin vui trong cuộc sống hôn nhân của mình. đây cũng có thể coi là một ngày may mắn đối với bạn tuổi ngọ khi mà tiền tình đều được như ý, cuộc sống viên mãn, chẳng chút phải lo toàn cái điều gì cả bạn tuổi ngọ nhé. trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ cầu tài lộc, khai trương, xuất hành đều tốt, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, buôn bán thì gặp người gặp khách đắt hàng, ký kết hợp đồng cũng rất tốt luôn đấy nhá. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tài chính vững vàng, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không lua túng thiếu, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tình cảm sâu sắc, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tiến tới mối quan hệ mới, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, cần hiểu biết sâu sắc hơn đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này có lẽ niềm vui trong ngày đến từ những cái công việc của bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có chính quan dẫn đường mở lối. Cho nên những cái khó khăn trước đó dần tiêu tan và bạn mệnh tuổi mùi chủ động đủ năng lực để giải quyết được tất cả mọi việc nhé. Với bạn tuổi mùi, bạn là người ham làm việc, chẳng quan tâm đến những cái chuyện gì khác. Vì thế mà mọi công việc tín trị rất chi là tốt, cái con đường tình duyên của bạn lại có phần ảm đạm hơn và bạn mãi chẳng tìm được người phù hợp với cái nhân duyên của mình đâu nhé cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ khác nhau cho nên bạn mệnh tuổi mùi không thể hiểu được người khác phái đang suy nghĩ gì cũng không muốn tìm hiểu vì thế mà khó lòng đạt được cái hiệu quả mong muốn khi đôi bên nói chuyện tìm hiểu nhau về cái phương diện tình cảm đó nhá về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công danh thăng tín tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, nhân duyên kiếm sắc, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, cần được che chở, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, tín bức vững vàng, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, có nhiều nỗi niềm đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên ấn dẫn đường trị lối cho nên với bạn tuổi thân có thể sẽ đưa ra những cái ý tưởng độc đáo và sáng tạo trong ngày là vị cứu tinh cho những cái khó khăn mà công việc của bạn đang vấp phải đối bạn tuổi thân nhé trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân ngày này bạn đang có chính kiến của riêng mình không vì những cái ý kiến của người khác mà làm bạn lung lạc ý chí có thể người khác cho rằng bạn cố chấp nhưng bạn mạnh tin rằng đó là cái hướng đi đúng đắn cho mình và cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có mộc kim bất dung. Cái điều này cho thấy bạn đang có cái điểm báo mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm của mình. Mâu thuẫn trước đó trong cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã tạo thành cái rào cản khiến cho đôi bên chẳng thể nào giữ được nhau trong sóng gió cuộc đời đối với bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy cần tin tưởng vào đối phương, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa dự vững ý chí tín lên, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ công việc thuận lợi, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc có nhiều ý tưởng mới, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng quá cố chấp đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang đối với cái cơ hội nhân duyên khá chi là tốt đẹp và bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được cái vận tam hội quý nhân xuất hiện cho thấy đâu mới là người thực sự phù hợp với mình đó. Tình yêu chẳng phải là thứ dễ dàng tìm kiếm và nếu như đã có được trong tay thì với bạn tự dậu, bạn hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng vì những cái chuyện không đâu mà gây chuyện khiến cho tình cảm bị rạn nứt, phôi phai và thậm chí là mất nhau nữa đối bạn tử dậu nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi dậu, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn hợp sức cho nên cái côn đường công danh của bạn tuổi dậu trong ngày này có được cái sự thăng tiến đáng mừng. Bạn tuổi dậu, bạn mệnh đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng giành được không ít những cái thành quả với mình. Vì thế cái chuyện được cấp trên yêu ái, cất nhắc cũng không có, có gì là quá xa lạ với bạn nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, bạn cần hiểu mình muốn gì. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa công việc trôi chảy, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tìm được thế mạnh của mình, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng quá khắt khe, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy tận hưởng tình yêu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ về tuổi tuất thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày thân tuất tương hội nhưng cái điều này lại làm cho bạn tuổi tuất đang có cảnh báo về cái chuyện sóng tình ập tới làm cho bạn không ngờ mình có thể rơi vào lưới tình nhanh đến như vậy đến chính bản thân mình cũng chẳng thể nào tin nổi đâu đó bạn tuổi tuất nhé trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất á cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là cái điểm báo u ám trong công việc của bạn khi mà những cái lời đồn thổi thị phi khiến cho những cái uy tín cá nhân của bạn bị giảm sút nghiêm trọng, cơ may thăng tín bị vụt bay mất với mình đó bạn tuổi tuất nhé. Và bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn chớ nên lua chuyện bao đồng, kẹo lại đắc tội với kẻ tiểu nhân, có những chuyện bạn chẳng thể nào xiên vào bởi có thể đang có thế lực ngầm đứng ở đằng sau và bạn tuổi tuất bạn hãy làm mọi thứ mà mình có thể nhưng hãy đảm bảo an toàn cho bản thân mình là trên hết bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, thị phi tràn lan, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, công việc ỳ trệ, tử vi tuổi mậu Tuất thuộc mộc, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, đào hoa ngập lối, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, làm ơn mắc oán đoạn. Về đánh giá của bản tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên với bạn tuổi hợi, bạn sẽ cảm thấy bất bình với những cái định kiến quá mức hà khắc của người đời. Có thể với bạn tuổi hợi, bạn sẽ thấy đó là cái điều bình thường, nhưng không thể nào chịu được cái việc mình bị coi thường đâu đó nhá bạn tuổi hợi bản thân bạn trân trọng cái mối quan hệ mình đang có nhưng nếu như quan điểm sống quá mức khác biệt thì khó lòng có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời thả đau ngắn còn hơn là đau dài luận trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi ngày này bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bản mệnh tuổi hợi có cái sự quyết đoán và dứt khoát nhất định Nhờ thế mà công việc của bạn tuổi hợi trong ngày này tiến trị rất chi là tốt. Bạn chọn đúng cái thời cơ, không để lỡ cái cơ hội để thể hiện được cái năng lực của mình đó bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm tổn thương, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ công việc suôn sẻ, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc quyết định dứt khoát, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần hiểu chính mình tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng sợ hãi nhé về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.